giờ 13 thôi đúng không? 3 Bài 3 thì em vẫn chưa thuộc mấy này. Chưa thuộc rồi, hôm nay làm lại thôi. À, chưa đúng rồi cái bài mẹ ô mèo mà ô mà đấy ô mèo cấm cái sợi để cái tát cái tà vẫn sót một tờ này em ơi. Em ơi thằng này bị hôi đấy cái đất này hôi đấy mày cả nói sao rồi nhưng mà anh cắt tay đi em làm xong anh sẽ làm nó rồi đến năm đấy là được thêm một cái em ơi nó không biết bây giờ đấy đến hai thôi. Còn cái 4 cái 5 nữa. Ôi. Mình xem mãi mấy lần mà không nhớ cái động tác ba có 3 động tác mà. Đúng rồi. Muốn thử hiện đấy ạ. Với nhau à? Đây mấy ông này khác phòng với nhau này. Mình có việc làm đâu. Làm hết đi. Em ơi cho anh cũng được một lần thực hiện. Đây chất. Động tác này mới tinh. Nháy mắt nhau rồi. Anh ơi mới tinh. Thì nó đi đâu là mình cũng phải đi theo. Theo bắt số mới được gì không? Xong á. Không phải mới mà là mới mình không còn nhớ. Anh ngồi trên đây mày mới nhìn hết được. Mình ăn đi cả mày đi. Mưa thôi. Em nó không uống được rượu kìa. Mày uống chặt thế. Quay. Đang quay rồi. Nào. Đúng rồi. Sao bà ba? Bây giờ 13 thôi đúng không? 3 Cái bài 3 thì em vẫn chưa thuộc mấy này. Chưa thuộc rồi, hôm nay làm lại thôi. Bảo mày chết mất rồi. Rồi. Bài 3 chưa uống hết đúng không? Bài 3 chưa uống hết. Bài 3 chưa uống hết. Hết rồi. Chưa. Thôi chuyến sau đến thì là cái bên này thì là giải bên kia là thật mãi đâu bài 4 đâu đây là bài 4 á thế rồi à bài 4 không hấp dẫn rồi đâu mãi bài 4 này như là nó quay trở lại bài bài 4 này có vẻ như là quay trở lại cứ trước của bài 1 đấy chốt là chắc đúng không chốt thì chắc đi thế chốt kiểu gì mày đây bài 4 này quay về trước của bài 1. Bài này mới là gọi là khởi động thôi. Đúng rồi. Trước của bài 1 nha. Bài 3 này quay về bài. Đúng rồi, nó hơn nó bảo các bạn cũng cổ mà có phải nó lên đây đâu. Tại kéo lên anh quên rồi. Khi mà được cao này. Không phải được cao ngày xưa. Đây để nguyên rồi đây. Tay kia. Bao dưới. Bỏ tay này bắt cái tay này bỏ ra. Rồi. Đi đâu anh ấy? Đi qua qua đi em kia là bắt ạ. Đi qua. Thank you.
chưa đúng chỗ. Đúng chỗ, mình đúng chỗ. Ông bỏ cái mặt ông ra, cái mặt ông đúng với người ta chụp ảnh đúng cái mông của em kìa. Chưa đúng chỗ đâu. Ướt môi đi, ướt môi đi. Chốt các bạn nhỏ ướt ra. Nhưng mà em rất là tự hào một lần. Chạm má, chạm má. Hai đời, chạm hai đời. Chạm hai đời. Chiến ơi, chiến. Cắt động hai đời. Điện Biên thì không ở đâu mà có đúng không? Hai đời. Đây mang danh cả tỉnh Điện Biên. Bên đông, bên kia, bên Phú Quốc đấy, rất tỉnh lớn nhưng mà. Đó. Khát vọng Phú Quốc là không có đúng không? Đúng rồi. Không có. Em có. Rất tự hào. Khát Phú Quốc có nhưng mà. Đứng lên. Quần áo đỉnh đây. Đây là nét văn hóa của người Thái. Đây là rượu khát vọng. Em hãy làm vậy, đây là khát vọng mấy nhỉ? Đây là khát vọng 3. Chúc ảnh chưa? Đẹp. Thấy chưa, xong chưa? Có là cái 14 lại. Em chưa có 2 ấy. Chưa chưa nhập. Chưa chưa. Đây là 3 là xong chưa? Chưa. Xong, bây giờ đây là khát vọng 2 này. Có làm chưa xong? Ờ, chuẩn đây. Wow, chuẩn luôn. Để bạn đi xuống. Chưa. Đây, khát vọng 1. Chưa gì đâu là ngồi xuống. Đây, đây là khát vọng 1 rồi. Đây, khát vọng 1 rồi. Em là năm trước chị Lan ấy. Là khát vọng 2. Là có cái khát vọng gì mà phải đặt tay vào đâu. Đây như, vừa xong như, khát vọng 2 như. Nhưng mà đang vừa xong là dậy dậy thì là phải đúng. Cái này nó không nhanh lắm. Đây cái gì cái đấy nó nhanh lắm. Lâu rồi khắc vọng nha, khắc vọng 1 nha. Đây khắc vọng 2 đây, khắc vọng 2. Đó, đó là khắc vọng 2 đây. Thêm văn hóa truyền thống, lịch sử, tôn vinh nét đẹp của Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp tất cả các quý vị ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.